Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm sách bài tập trong lớp 6 bài số 3 sách chuyên trò sáng tạo nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm nếu có một cái quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài số 3 mình sẽ làm các bài tập của bài số 3 các phép tính trong tập hợp tự nhiên. Giờ trước hết mình sẽ ôn lại kiến thức cần nhớ nhé. Cho A, B là hai số tự nhiên và A sẽ lớn hơn B. Nếu có một số tự nhiên x khỏi mạng điều kiện là b cộng x bằng a thì ta sẽ có phép trừ là a trừ b bằng x. Nhưng mình thấy đây là b cộng x bằng a. Như vậy nếu b bên đây là cộng b mà chuyển b thành trừ b, có nghĩa là x sẽ bằng a trừ b. X bằng a trừ b có nghĩa là a trừ b bằng x. Và gọi x là hiệu của phép trừ a số trừ số a cho số b. Mình sẽ gọi x là hiệu của phép trừ số a cho số b. A là số bị trừ và B sẽ là số trừ và X sẽ là hiệu, đúng không? Tiếp theo là cho A và B là các số tự nhiên, B sẽ khác không? Nếu có số tự nhiên X khỏi mạng điều kiện là B nhân X bằng A thì ta sẽ có phép chia là A chia B bằng X, đúng không? Vì thấy mình ở đây mình thấy là B nhân X bằng A, như là nhân B chuyển với là chia B, như X bằng A chia B. X bằng A chia B có nghĩa là A chia B bằng X. Như vậy A là số bị chia, đúng không? B là số chia và X là hương của phép chia A chia cho B, đúng không? Tiếp theo là số 3 tính chất các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên. Mình thấy là trong phép cộng, phép nhân đều có tính chất giao quan. Có nghĩa là A cộng B sẽ bằng B cộng A. A nhân B sẽ bằng B nhân A. Và mình thấy là trong phép cộng và phép nhân cũng có tính chất kết hợp. Có nghĩa tổng của A cộng B cộng cho C thì mình sẽ lấy A cộng cho tổng của B cộng C. Hoặc là tích của A nhân B giờ nhân cho C, mình có thể lấy A nhân cho tích của B và C. Giờ tiếp theo là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ. Có nghĩa là A nhân cho tổng của B cộng C thì mình có phân phối vô là bằng A nhân B cộng cho A nhân C. Và nếu là A nhân cho B trừ C thì mình sẽ biến thành A nhân B trừ A nhân C, đúng không? Và điều kiện là B sẽ lớn hơn C. Và tính chất cộng với số 0 thì một số cộng với số 0 cũng bằng chính nó. Và tính chất nhân với số 1, một số tự nhiên mà nhân cho 1 thì cũng bằng chính nó. Như mình nhớ là có phép tính chất giao quán kết hợp tính chất phân phối cộng số 0 nhân cho số 1. Giờ mình sẽ nhớ các tính chất này để sau này mình sẽ làm bài tập nhé. Giờ như giờ mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập mẫu nhé. Giờ bài tập mẫu người ta sẽ làm mẫu cho mình một số bài tập. Giờ những bài tập còn lại mình sẽ tự làm nhé. Trước hết là bài số 1, tính một cách hợp lý. Như vậy là câu A, 3 cộng 7 cộng 11 cộng 15 cộng 19 cộng 23 cộng 27. Như giờ tính một cách hợp lý đối với cộng thì mình sẽ xem hai số nào cộng lại sẽ tròn trục thì mình sẽ nhóm lại mà tính trước. Mình thấy là 3 cộng 27 sẽ tròn trục, đúng không? 7 cộng 23 tròn trục, 11 cộng 19 tròn trục, nên mình sẽ làm thành bao nhiêu. Giờ mình cộng lại sẽ ra kết quả cuối cùng. Giờ câu B cũng vậy, 19 trừ 16 cộng 13 trừ 10 cộng 7 trừ 4. Mình thấy là 19 trừ 6 sẽ bằng 3, 13 trừ 10 cũng bằng 3, 7 trừ 4 bằng 3. Nên mình sẽ nhóm thành 3 nhóm và tính ra kết quả cuối cùng. Giờ như vậy là mình xong bài 1, mình sẽ qua tiếp bài 2. Tiếp theo là bài số 2 là tìm số tự nhiên x biết. Câu A là 3x cộng 1.503.935 sẽ bằng 3.294.470. Giờ mình sẽ làm cậu A chứ. Như mình nhớ là cộng chia với hàng trừ. Như vậy 3x mình sẽ viết lại, đúng không? 3.294.470 mình sẽ viết lại cộng chia với hàng trừ trừ cho 1.503.935. Giờ mình thực hiện phép trừ ra kết quả. Giờ mình nhớ là 3x thì mình phải hiểu là 3 nhân x nhé. Nhân chuyển với hàng chia, đúng không? Như vậy x sẽ bằng số này chia cho 3. Giờ số này chia cho 3 thì bằng lại số này, đúng không? Giờ tiếp theo là câu B mình sẽ làm tương tự. Ở đây người ta cho là 4x trừ cho 3.476.892
bằng 1.254.560. Như là mình 4 ý mình sẽ quý lại. Số này mình cũng quý lại, trừ chi quý hình cộng. Hai số này cộng lại nhau thì sẽ ra kết quả này. Giờ 4 ý thì mình hiểu là 4 nhân ý nhân chuyển quý hình chia. Như vậy x sẽ bằng số này chia cho 4. Giờ này số này chia cho 4 thì bằng số này. Đúng không? Giờ tiếp theo là câu C. Như là x chia 144 trừ 23 bằng 120. Như mình nhớ là trừ chuyển quý hình cộng. Giờ mình tính ra kết quả. Giờ chia chuyển quý hình nha. Giờ tính ra kết quả. Giờ như là đối với những câu mà tìm biết thì mình nhớ là chuyển quý về một bên kia. Mình giữ chữ x là thì sẽ ra kết quả cuối cùng. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua bài mẫu số 3 nha. Giờ về số 3 cũng là tính một cách hợp lý. Ở đây coi sẽ là 25 nhân cho 15 nhân 4 nhân cho 16. Giờ mình nhớ là tính một cách hợp lý có nghĩa là mình sẽ xem hai số nào nhân nhau sẽ là tròn trăm hoặc là tròn chục. Mình nhớ là mình tính trước. Mình thấy là 25 nhân 4 thì bằng 100 tròn trăm. 15 nhân 6 là bằng 90 tròn chục. Nên mình sẽ làm hai nhóm mình tính để ra kết quả cuối cùng. Giờ còn câu B thì mình thấy là 79 nhân 12 cộng cho 12 trừ 60 nhân 12. Ở đây 12 thì mình sẽ hiểu là 1 nhân cho 12. Như vậy mình thấy là nhân 12 nhân 12 nhân 12 giống nhau mà sẽ giúp nhân 12 ra ngoài làm nhân tử chung. Ở đây giúp ra thì còn 79. Ở đây giúp ra thì còn số 1. Bên đây giúp ra thì còn trừ 60. Như vậy là 12 mình sẽ viết lại, giống nhau viết lại. Mình sẽ tính cho ngoặc trước. Giờ ra kết quả cuối cùng. Đúng này. Giờ như vậy mình xong bài số 3, mình sẽ qua tiếp bài số 4. Giờ bài số 4, sau đây là bạn thống kê số lượng và đơn giá một số mặt hàng của một công ty mua về. Tính tổng số tiền công ty phải trả cho số hàng này. Như vậy ở đây người ta mua tất cả là 4 loại hàng. TV số lượng là 3 chiếc. Giá mỗi chiếc là 11.500.000 đồng. Và bộ bàn ghế làm việc thì mua 6 bộ, mỗi bộ là 1.275.000 đồng. Và máy in thì người ta mua 6 chiếc và mỗi chiếc là 3.725.000 đồng. Và người ta mua máy điều hòa không khí là 3 chiếc, mỗi chiếc là 8.500.000 đồng. Máy điều hòa không khí ta còn gọi là máy lạnh nhé. Giờ ở đây người ta kêu mình tính tổng số tiền công ty phải trả khi mua số lắp hàng này. Như vậy mình nhớ là muốn tính số tiền thì mình lấy số lượng nhân cho đơn vị. Như vậy mình sẽ lấy 3 nhân cho 11.500.000 đồng, cộng cho 6 nhân cho 1.275.000 đồng, cộng cho 6 nhân cho 3.725.000 đồng, cộng cho 3 nhân cho 8.500.000 đồng. Giờ như vậy là mình sẽ được kết quả. Như mình thấy là số 3 giống nhau, mình sẽ nhóm hai cái này lại, mình sẽ giúp số 3 ra ngoài. Có nghĩa là mình sẽ vừa kết hợp, vừa gia quán vừa kết hợp luôn, kết, đúng không? Vừa mình sử dụng tính chất gia quán và kết hợp cùng một lúc luôn. Ở đây mình thấy là số 3 giống nhau, giúp số 3 ra ngoài. Đúng không? Và ở đây số 6 giống nhau giúp số 6 giống nhau ra ngoài. Giờ mình tính tổng cho ngoặc trước, đúng không? Giờ sau đó mình nhân cộng lại, sẽ ra kết quả cuối cùng, đúng không? Giờ như vậy là mình xong bài tập mẫu, mình sẽ qua tiếp phần bài tập nha. Giờ mình sẽ làm các câu bài tập phía dưới đây nha. Trước hết là câu số 1, mình sẽ tính một cách hợp lý. Như vậy mình nhớ là tính hợp lý có nghĩa là mình sẽ, nếu là phép cộng thì mình xem hai số nào cộng là tròn trăm hoặc là tròn chục thì mình sẽ nhớ để mình tính trước, đúng không? Giờ hãy sẽ làm câu số 1 nha. Giờ mình sẽ làm câu này trước. Trước hết mình sẽ biết là cái đề 42 cộng 44 cộng 46 cộng 48 và cộng cho 50. Giờ mình xem hai số nào nhóm là sẽ là tròn chục. Mình thấy là 42 với 48 cộng là tròn chục, 44 46 cộng là tròn chục, nên mình sẽ làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là 42 cộng 48, đúng không? Còn nhóm thứ hai sẽ là 44 cộng 46 và 50, mình sẽ để
Mình thấy là 42 cộng 48 thì bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 9 mà. Đúng. Còn 44 cộng 46 cũng bằng 9. Giờ 50 viết lại. Giờ 90 cộng 90 là 180. 180 cộng 50 sẽ là 230. Đúng rồi. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 230. Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B luôn nhé. Giờ mình sẽ viết lại cái đề 150 nhân 150. Giờ mình sẽ xem hai số nào nhân nhau sẽ là tròn. Tròn trăm hoặc tròn chục thì mình sẽ nhấn lại. Mình thấy là 250 nhân cho 400 sẽ là tròn. Đúng rồi. Và 150 nhân 800 sẽ tròn, nên mình sẽ làm thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là 150 nhân cho 800. Nhóm thứ hai sẽ là 250 nhân 400. Giờ bây giờ mình sẽ lấy 150 nhân cho 800. Các em có thể lấy 15 nhân cho 8. Giờ sau đó mình thêm ba số 0 đúng không? Như vậy là 15 nhân 8 là 120. Như vậy kết quả là 120 nghìn. Đúng rồi. Giờ còn 250 nhân 400 thì mình có thể lấy 25 nhân 4. Giờ thêm ba số 0. 25 nhân 4 thì sẽ là 100. Như vậy kết quả là 100 nghìn. Đúng rồi. Giờ tiếp theo. Như vậy là mình sẽ lấy 120.000 nhân cho 100.000 thì mình lấy 12 nhân 1, giờ mình sẽ là được 12. Đúng rồi. Giờ mình xem bao nhiêu số 0, mình sẽ viết lại ha. Ở đây là 4 số 0, bên đây là 5 số 0, bây giờ tất cả là 9 số 0, nên mình sẽ gọi 9 số 0. Như vậy kết quả sẽ là 12 triệu. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ câu số 2 mình sẽ tìm số tự nhiên x. Giờ mình sẽ làm câu A trước. Mình sẽ biết là cái đề trước. Như vậy là 2x cộng 1 nhân cho 2907 sẽ bằng 8.721. Giờ như vậy là 2x cộng 1 mình sẽ viết lại. Giờ 8.721 viết lại. Mình nhớ là bên đây là dấu nhân thì chuyển với sẽ hành chia. Như vậy kết quả là chia cho 2.907. Đúng không? Giờ 2x cộng 1 mình sẽ viết lại. Giờ mình sẽ thực hiện cách chia. Đúng không? Giờ như giờ 8.721 chia cho 2.907 bằng bao nhiêu? Thì mình có thể lấy máy tính cho mình bấm cho nó nhanh nha. 8.721 chia cho 2.907 như kết quả là số 7. Giờ xuống dòng 2x7. Giờ như vậy là 3 viết lại. Cộng 1 mình sẽ chuyển vế thành trừ 1. Đúng không? Như vậy có nghĩa là 2x sẽ bằng 2. 2x bằng 2 thì có nghĩa là x sẽ bằng 1. Đúng không? Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là x bằng 1 nha. Giờ như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ mình sẽ qua tiếp câu B nha. Giờ mình cũng biết là cái đề 4x trừ cho 16 chia cho 1908 05 đúng không? Bằng 60. Giờ như vậy là mình sẽ viết lại 4x trừ 16 bằng. Như vậy là 60 viết lại. Mình nhớ là đây là chia, chia chuyển với thành nhân. Như vậy là nhân cho 1905. Giờ xuống dòng 4x trừ 16 mình sẽ viết lại nha. Giờ dấu bằng viết lại. Mình sẽ thực hiện phép nha. Đúng không? Như giờ mình sẽ lấy máy tính bấm xem 60 nhân cho 1905 sẽ bằng bao nhiêu.
như vậy là 60 nhân cho 1.905 thì sẽ là 114.300. Giờ xuống dọc 4x7. Giờ như là 114.300 viết lại. Chưa 16 mình chuyển với thành cộng 16. Đúng không? Như vậy là 4x bằng. Giờ mình sẽ thực hiện phép cộng thôi, đúng không? Như vậy là 16 là cộng vô sẽ là 114.316. Đúng không? Giờ xuống dòng x bằng. Giờ 114.316. À, bên đây 4x thì mình hiểu là nhân 4 nhân x nhân chuyển với hình chia như vậy chỉ vô, như vậy kết quả cuối cùng x bằng 5. Giờ như vậy mình sẽ thực hiện phép chia, đúng không? Các em có thể lấy máy tính mình bấm cho nó nhanh. 114.316 chia cho 4 sẽ bằng 28.579, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mời sẽ bắt tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo sẽ là câu số 3. Mẹ Lan mang theo 200.000 đồng đi siêu thị, mua 2 kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi kg khoai tây là 26.500 đồng, mỗi kg gạo là 18.000 đồng, mỗi nải chuối là 15.000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn lại bao nhiêu tiền? Thì là trước mình sẽ tính số tiền mẹ Lan còn lại. Như vậy mình trả lời số tiền còn lại của mẹ Lan là 200.000 đồng, mình trừ cho tổng số tiền mua hàng đó. Như vậy là mua 2 kg khoai tây, mỗi kg khoai tây là 26.500 đồng. Như vậy có nghĩa là mình sẽ lấy 2 nhân cho 26.500 đồng. Và mua 5 kg gạo, mỗi kg gạo là 18.000 đồng. Đúng không? Giờ mua thêm mấy nải chuối, 2 nải chuối, đúng không? Mỗi nải chuối sẽ là 15.000 đồng. Giờ bây giờ mình sẽ tính xem còn lại bao nhiêu tiền. Như giờ mình sẽ tính trong mặt trước, đúng không? Mình sẽ tính hết xem này bao nhiêu, giờ mình lấy cái này trừ cho cái số vừa tính được là ra kết quả. Như vậy là 2 nhân cho 26.500 đồng cộng cho 5 nhân cho 18.000 đồng cộng cho 2 nhân cho 15.000 đồng. Như vậy kết quả là 173.000. Như vậy là 200.000 trừ cho 173.000 thì còn lại 27.000. Đúng không? Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 27.000 đồng. Như vậy là sau khi đi siêu thị về thì mẹ Lan còn lại số tiền là 27.000 đồng nha. Giờ như vậy mình xem câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 3 này cũng dễ, đúng không? Giờ tiếp theo là câu số 4. Một người buôn vàng vào thời điểm giá vàng có nhiều biến động khác thường. Ngày thứ nhất thì mua vàng với giá là 55.300.000 đồng một lượng. Sang ngày thứ hai bán ra với giá là 55.350.000 đồng một lượng. Sang ngày thứ ba lại mua vàng với giá là 55.400.000 đồng một lượng. Ngày thứ tư bán ra với giá là 55.450.000 đồng một lượng. Ngày thứ năm mua vàng với giá là 55.500.000 đồng một lượng. Ngày thứ sáu lại bán ra với giá là 55.550.000 đồng một lần. Người ta hỏi là sau 6 ngày người đó lãi hay lỗ, và lãi lỗ bao nhiêu tiền mỗi lần. Giờ như vậy mình thấy là
Ngày thứ nhất nè, mua quà bán gia, mua quà bán gia, mua quà bán gia. Như vậy tổng cộng 3 ngày mua quà, quà 3 ngày bán gia. Như vậy trước hết mình sẽ tính tổng số tiền mua quà mỗi lượng trong 3 ngày. Giờ mình sẽ tính tổng số tiền mua vào mỗi lượng trong 3 ngày chúng nhé. Tổng số tiền mua vào mỗi lượng trong 3 ngày mua lại giờ như vậy, ngày thứ nhất mua vào là 55.300.000 đồng, ngày thứ ba mua vào là 55.400.000 đồng, ngày thứ năm mua vào là 55.500.000 đồng. Giờ như vậy các em sử dụng máy tính xem kết quả bằng bao nhiêu nhé. Giờ như vậy kết quả sẽ là 166.200.000 đồng, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ tính tổng số tiền bán gia mỗi lượng trong 3 ngày bán gia, đúng không? Tổng số tiền bán gia giờ như vậy mình thấy là ngày thứ hai bán gia với giá là 55.350.000 đồng, giờ ngày thứ tư bán gia là 55.450.000 đồng, và ngày thứ sáu bán gia là 55.550.000 đồng. Giờ mình sẽ sử dụng máy tính bấm ba số này xem kết quả bằng bao nhiêu nhé. Như vậy kết quả là 166.350.000 đồng, đúng không? Giờ như vậy mình thấy là tổng số tiền bán ra nhiều hơn tổng số tiền mua vào, như vậy là người này đang có lãi, đúng không? Quay số tiền lại mỗi lượng này. Giờ như vậy mình sẽ lấy số dưới trừ số trên, 166.350.000 đồng trừ đi 166.200.000 đồng, như vậy kết quả sẽ là 150.000 đồng. Giờ như vậy là mình xong, giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm khách chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào cho đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.